Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn những cây hồ điệp đại hàng Đài Loan gốc vỏ thông rất là đẹp. Trong lô ngày hôm nay có vài cây màu rất là mới lạ để các bạn đã sưu tầm. Tất cả những cây này là cây hồ điệp Đài Loan gốc vỏ thông. Các bạn trồng thì khoảng là 3 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Rất là dễ trồng. Hôm nay Sóc Cò sẽ đi combo là 5 cây 5 màu. Cây thì trồng rất là đơn giản, các bạn về chỉ cần bỏ cốc mối ra, chèn thêm vài miếng than thì khoảng 3 tháng nữa em sẽ cho ra bông. Cây nào mà khỏe mạnh thì có thể là sẽ ra 2 ngọc, còn cây nào mới ra bông bói thì sẽ ra ít bông và ra được 1 ngọc mà thôi nhé. Hàng Đài Loan rất là dễ trồng. Hôm nay Sóc Cò sẽ chia sẻ combo là 5 cây 5 màu, bao gồm đó chính là cây chớp sữa. Cái này cây chớp sữa này hay thường gọi là chớp elobi đó. Đầu rễ xanh, khỏe mạnh. Cây thứ hai đó chính là cây vàng 2035. Vàng 2035 là một trong những màu vàng rất là tiêu biểu đặc trưng phổ biến. Lưỡi màu đỏ, cánh màu vàng. Vàng 2035 thường lá rất to. Lô này rất là đáng sưu tầm. Vàng 2035, Sóc Cò sẽ viết chữ vàng trên lá. To lắm các bạn à, vàng 2035 to lắm. Đã lắm. Cây thứ ba đó chính là cây màu đỏ ớt. Sóc Cò sẽ viết chữ đỏ lên trên lá này. Rất là đẹp. Hàng cắt ngồng, cây rất là khỏe mạnh. Cốc vỏ thông. Và màu thứ tư cũng là màu rất là mới, đó chính là cây màu xanh bơ hay thường gọi là xanh táo đó. Đầu rễ xanh. Xanh bơ. Rất đẹp. Chắc chắn. Và cây cuối cùng đó chính là cây màu cam cà rốt. Lá to, tròn, bóng. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là một combo là 5 cây, 5 màu với giá là 350.000 miễn tiền ship, tương ứng với giá tiền là 70.000 một chậu. Các bạn mà thích mặt bông nào thì bỏ Sóc Cò lựa cho. Còn nếu mà có mặt bông nào rồi thì thôi, cứ miễn làm sao mà gom đủ 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Chớp sữa rất là lâu để mới về được một lô này. Chớp sữa LB hay được gọi là trắng chớp sữa đó. Cây rất là to, khỏe, đầu rễ xanh, chắc chắn. Vàng 2035. Đỏ ớt. Xanh bơ. Và cây cam cà rốt. Những cây này thì các bạn trồng rất là dễ dàng, chỉ cần bỏ cốc mối ra và chèn thêm vài miếng than. Các bạn có thể là trồng chậu đất lung cũng được, chậu mủ cũng được, hoặc là chậu gỗ cũng được. Chúng ta trồng cố định cây thì khoảng 3 tháng em sẽ cho ra bông. Hoặc là Tết 2025 sắp tới em sẽ lại cho ra bông một lần nữa. Đặc điểm chung của cái cây hồ điệp Đài Loan gốc vỏ thông thì thường là gì? Bông thì thường là cánh dày, to, lâu tàn. Cây khỏe mạnh. Combo này thì có hai màu lạ, đó chính là màu chớp sữa và màu xanh bơ. Bạn nào mà chưa có hai mặt bông này có thể là sưu tầm. Còn nếu mà chưa có 5 mặt bông này thì lấy mỗi thứ một màu, Sóc Cò sẽ cố lựa cho những cây khỏe mạnh để về các bạn trồng dễ dàng hơn. Hồ điệp là một dòng rất là đẹp, ra bông quanh năm suốt tháng. Bông thì lâu tàn, trời thân lá cũng rất là đẹp. Mỗi tội là các em hơi đỏng đảnh chút xíu mà thôi. Nhưng mà các bạn sưu tầm hàng Đài Loan thì các em ấy sẽ dễ trồng hơn rất là nhiều. Còn nếu chúng ta mà không có kinh nghiệm, chúng ta đi mua hàng rất dễ là phải mua phải hàng Trung Quốc, các em ấy rất là khó trồng. Và thường thường sau một cơn mưa thì các em sẽ thối rất là nhiều, rất nhiều. Cố gắng là chúng ta bỏ thêm khoảng độ là một cây là thêm khoảng độ là 10-15 ngàn gì đấy, chúng ta sẽ sưu tầm những cây hồ điệp Đài Loan thì các em sẽ dễ trồng hơn, cây khỏe mạnh hơn. Hàng Đài Loan thường thường dễ là gì? Dễ xanh. Đã vậy còn cốc vỏ thông nữa. Các bạn mà đi sưu tầm những cây hàng dớn á, cái rêu đó thì chúng ta vào phải cắt này, bóc này, tỉa này, treo ngược lên này, khử trùng sát khuẩn rồi vài ngày sau các bạn mới trồng. Nhưng mà đối với những cây hồ điệp như là cốc vỏ thông như thế này thì các em ấy khắc phục hết những điều đó. Các bạn gì? Chỉ việc cắt cốc mồi ra và cho trong chậu chèn than là xong mà thôi. Còn đâu là về cắt
tỉa, dễ sát khuẩn là những điều đấy là shop core đã làm hết cho các bạn rồi. Việc của các bạn rất là đơn giản là nhận hàng và khui hàng ra. Hôm sau thì chúng ta sẽ sang chậu thì sẽ tốt hơn. Cây vàng 2035 hôm nay rất là to, đẹp. Mọi người có thể sưu tầm cây vàng về chơi. Rất là đẹp. 5 cây, 5 màu. Đây, mọi người nhìn kỹ giúp shop core này. Khi các bạn đã mua hàng đó, kiểu lá khác nhau nó phải ra màu khác nhau, và đặc biệt là shop core còn bảo hành chuẩn mặt bông là shop core sẽ viết màu lên trên lá như thế này. Chứ cứ mọi người mà nhìn thấy người ta cho các bạn là những cây to nhất như thế này. Sau đó là giới thiệu là 10 cây 10 màu thì đấy nè. Đấy là chỉ có là nói xạo không à, bởi vì là hồ điệp khác nhau phải màu khác nhau. Vàng shop core sẽ viết chữ vàng này. Vàng này. Đỏ sẽ viết chữ đỏ lên trên lá, cây đỏ này. Cây đỏ của lá nó phải đỏ. Xanh táo hay xanh bơ này, cổ lá xanh. Cam cà rốt vậy. Nó là những cây màu nhạt thì thường thường cổ lá sẽ màu nhạt. Lá rất là đẹp. Hàng cắt ngầu thì không thể tránh được những lỗi lá như thế này. Lỗi lá này thì khô đây, không có quan trọng lắm. Quan trọng là các bạn sưu tầm những cây hàng chuẩn Đài Loan, gốc vỏ thông, dễ khỏe mạnh thì chúng ta trồng thì em sẽ ra bông rất là dễ dàng, bởi vì là những cây này là sóc cò là ngày trước là trồng là toàn những cây bị lỗi lá nè. Đó. Lỗi lá nè. Đó. Tách te tua. Sóc cò trồng thì chèn thêm vài miếng than mà thôi. Than này là than hoa hay là than cục á, than gỗ, than củi đó. Chèn thêm vài miếng cố định này em sẽ cho ra bông rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.